Anh ơi, có công thức trứng muối nào ngon ngon không? Trứng muối hả? À, theo anh nha. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho em và cả nhà một cái món tôm rang trứng muối cực ngon và đơn giản, ai cũng có thể làm được luôn nha. Đầu tiên thì các bạn phải kẹp cái phần càng vào trong mang như thế này nè, để cho con tôm càng xanh của chúng ta khi làm nó sẽ gọn gàng và không có bị rườm rà ha. Đó, ok, thấy gọn gàng không? Quá gọn gàng luôn. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng kéo cắt một đường và sống lưng như thế này, để lát nữa mình sẽ tẩm bột khô vào bên trong và chiên cho giòn các bạn ha. Ok, tới bước 2, mình sẽ đi pha sốt trứng muối. Cái nguyên liệu này thì rất là dễ tìm các bạn ha. Chỉ cần ra chợ và nói là chị ơi, bán cho em mấy quả trứng muối. Vậy là mình đã có trứng muối rồi, thấy đơn giản không? Ok, các bạn nghiền nhuyễn trứng muối xong sẽ cho vào đó là 12 muỗng sữa tươi không đường. Tiếp tục cho vào đó là 2 muỗng sữa đặc. Sữa đặc thì loại nào cũng được các bạn ha. Rồi mình sẽ khuấy đều cho nhuyễn lên, rồi cho vào đó là 2 muỗng nước mắm và 1/3 muỗng bột ngọt các bạn nha, để cho sốt thêm chuẩn vị. Ok, sau đó các bạn sẽ khuấy đều tay lên để cho sốt hòa quyện lại với nhau. Vậy là xong. Bây giờ các bạn sẽ tới bước 3, băm hành tím và tỏi ra giúp Hoshi ha. Rồi sau đó bắt lên một chảo dầu nóng để chuẩn bị chiên tôm. Dầu này mình chiên xong vẫn có thể sử dụng được các bạn nha, còn trong là còn xài được nha. Ok, bây giờ mình sẽ lăn cái phần lưng tôm qua một lớp bột khô, rồi sau đó các bạn cho vào chiên thôi. Cái món trứng muối này không chỉ là người lớn mà trẻ em cũng rất là thích đó nha. Cho nên nhà bạn nào mà có trẻ em thì làm món này cho các em ăn liền đi. Hoshi đảm bảo là mấy bé sẽ rất là thích và vâng lời cho xem. Ok, bây giờ tới bước 4, các bạn sẽ cho bơ vào chảo phi vàng cùng với hành tỏi. Rồi sau đó mình sẽ cho sốt vào, hạ lửa nhỏ và khuấy đều tay các bạn nha. Khoảng 15-20 giây, sốt đã sệt lại rồi thì các bạn sẽ cho tôm vào lăn qua sốt cho Hoshi nha. Các bạn sẽ cho từng con vào và lăn đều như Hoshi hướng dẫn nha. Công nhận cái sốt này rất là thơm, béo và ngọt, ai cũng sẽ ghiền cho xem. Đó, như vậy là xong rồi, quá đơn giản luôn phải không? Sốt trứng muối bây giờ đã cô đặt lại và bám đều lên tôm như thế này, chỉ cần xem thôi là đã thấy thèm rồi. Đặc biệt là có vị umami trong bột ngọt Ajinomoto giúp tăng cái độ tươi tự nhiên cho tôm. Để co thì các bạn lót vài lá salad ở bên dưới thôi. Sau đó mình sẽ cho tôm lên và lót thành từng hàng gọn gàng như thế này là xong. Đó, sau đó mình sẽ cắt vài lát ớt sừng và để co lên nữa. Còn bạn nào mà làm cho người yêu ăn thì mình cắt xéo lát ớt và ghép lại thành hình trái tim như thế này, bỏ lên là xong. Thấy không? Quá đơn giản luôn. Đó, vậy là mình đã có được món tôm rang trứng muối thiệt là ngon rồi. Thơm quá. Ok, chúc các bạn thành công nha. Toàn bộ công thức Hoshi để tất cả ở đây cho cả nhà nha. Hôm nay Hoshi sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái món khá là hấp dẫn và thú vị. Đó là món gọi sao ta? Đậu hũ chiên xù sốt hoàng kim. Đậu hũ chiên xù thì quá đơn giản rồi, ai ai cũng làm được. Còn sốt hoàng kim là gì cả nhà biết không? Chính là sốt trứng muối. Wow, chắc chắn sẽ rất chi là nhiều chị em và các bé thích món này đây. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Hoshi một miếng đậu hũ trắng, sau đó mình sẽ cắt ra như trong clip Hoshi hướng dẫn. Đậu hũ này thì ngoài chợ hay là siêu thị nào cũng có bán, cả nhà chẻ ngang 4 đường, chẻ dọc 4 đường là xong ha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ cho hết vào tô bột khô và lăn qua một lớp bột. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Hoshi là một tô bột xù. Bột xù thì tạp hóa nào cũng bán rồi. Thêm bước nữa thì các bạn sẽ đánh tan ra cho Hoshi 2-3 quả trứng, rồi cho đậu hũ đã lăn bột vào lăn qua một lớp trứng, sau đó cho qua tô bột xù để tẩm vẩy là xong. Đó, bước 1 thôi là đã thấy quá chi là đơn giản. Bước này thì Hoshi thấy già trẻ lớn bé ai ai cũng làm được. Chủ yếu là tí nữa Hoshi hướng dẫn cho mọi người làm mỡ hành nè, rồi pha sốt trứng muối. Đó, công thức này rất chi là ngon. Lâu lâu mình thay đổi món làm cho gia đình một đĩa để thưởng thức. Hoặc là mấy cháu mấy bé được điểm 10 hay là bằng khen gì đó thì ba mẹ nên làm cho mấy bé một món gì đó thật là ngon, để mấy bé có tinh thần nhiều hơn nữa để chăm ngon học giỏi. Ok, bước 2 thì các bạn sẽ thái mỏng hành lá ra như trong clip Hoshi hướng dẫn nè. Bước này thì Hoshi sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món mỡ hành. Lát nữa trang trí sẽ có thêm màu sắc xinh đậm và ăn sẽ rất ngon. Cho hành vào chén, sau đó nêm vào 1/5 muỗng hạt nêm và đường, thêm chút xíu bột ngọt nữa rồi mình trộn đều lên. Đó, quá đơn giản. Sau đó các bạn sẽ cho vào 2-3 muỗng dầu ăn đun sôi nữa là xong. Sốt trứng muối thì đã béo rồi, cho nên Hoshi sẽ không có cho thêm tấp mỡ hay là đậu phụng vào mỡ hành nha. Bước 3, cả nhà sẽ bắt lên chảo dầu đun sôi lên cho nóng, rồi cho tất cả đậu hũ lăn bột xù vào chiên. Chiên cho tới khi nào mà vàng đẹp như vậy nè. Sau đó mình sẽ vớt ra giấy thấm dầu các bạn nha. Từ nãy tới giờ là Hoshi chưa có thấy bước nào mà gọi là khó luôn á nha. Để Hoshi lắc lắc cho cả nhà nghe cái tiếng giòn rột rột nè. Xong, bây giờ sẽ tới bước 4. Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà pha một công thức sốt trứng muối. Cả nhà lưu ý là phải bỏ túi ngay công thức này cho Hoshi nha. Đầu tiên thì mình sẽ dầm nhuyễn trứng muối ra, rồi cho vào đây 5 muỗng sữa tươi không đường, rồi cho vào đây 1 muỗng sữa đặc, rồi thêm muỗng nước mắm, rồi cho thêm vào đây 1/5 muỗng bột ngọt nữa là xong. Đó, quá đơn giản, nhanh gọn lẹ nhưng mà khá là ngon luôn đó nha. Mình sẽ khuấy đều tay lên cho hòa tan hỗn hợp rồi qua bước 5. Bước 5 thì các bạn bắt chảo nóng lên, rồi cho vào đây nửa muỗng bơ lạc, khuấy đều lên cho hòa tan, rồi mình sẽ cho vào đây muỗng tỏi băm, phi tỏi lên cho vàng và thơm. Sau đó các bạn sẽ cho hết tất cả hỗn hợp sốt trứng muối đã pha vào. Wow, nhìn nước nước vậy đó nhưng mà mình cho hết tất cả đậu hũ vào rồi khuấy lên xíu là sốt sẽ sệt lại và bám hết lên đậu hũ, rất là ngon các bạn nha. Nhìn thôi là biết ngon rồi, khỏi cần Hoshi giới thiệu. Xong, bây giờ thì mình sẽ tới bước cuối cùng, đó là bước trang trí ra đĩa. Cả nhà sắp xếp đậu hũ ra sao cho gọn gàng, hoặc là mình có thể sáng tạo tùy trên cái mẫu đĩa nhà mình, rồi trang trí lên cọng ngò tây và mỡ hành, rồi cho thêm miếng xà bông, trà bông nha cả nhà nha, Hoshi nói nhầm.
Vậy là Hoshi đã hoàn thành xong 5 bước hướng dẫn cho cả nhà làm món đậu hũ chiên xù sốt trứng muối. Hoặc là mình có thể gọi tên gọi sang chảnh hơn chút, đó là đậu hũ sốt hoàng kim. Đó, Hoshi gợi ý cho cả nhà hai tên, thích gọi tên nào gọi. Còn bây giờ Hoshi phải làm thử miếng trước đã. Ngon quá. Món này bình thường chị em nên gọi là đậu hũ sốt trứng muối được rồi. Còn mấy ngày như là chồng lãnh lương thì mình gọi là đậu hũ sốt hoàng kim. Cho sang chảnh dễ gặt lúa nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ. Đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á. Mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.